Sáu thứ người giàu không mua, nhưng người nghèo lại vay tiền mua bằng được. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, nhiều người trên thế giới đang trở nên giàu có bằng cách thức kinh doanh khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết những người thành công đều có quá trình tích lũy tài sản thông qua thói quen chi tiêu tiết kiệm và áp dụng các chiến lược tài chính khôn ngoan. Họ luôn theo dõi và tuân thủ chặt chẽ ngân sách đã lập ra cũng như tài khoản ngân hàng của mình. Không những vậy, họ cũng hiếm khi lãng phí tiền bạc vào những thứ không mang lại nhiều lợi ích. Sau đây là 6 thứ người giàu không bao giờ mua nhưng người nghèo lại rất thích, thậm chí vay cả tiền để mua bằng được. Xem bạn có phải là người tốn tiền và thời gian vào những thứ đồ đó không? Hãy cùng đón xem quý vị nhé! Thứ nhất, mua sắm tùy hứng. Không ít người bước vào cửa hàng với ý định mua một thứ, nhưng lại đi ra với một giỏ hàng đầy ắp. Điều tương tự cũng xảy ra khi bạn sử dụng nền tảng mua sắm trực tuyến, đặc biệt là khi có các chương trình khuyến mãi lớn. Kết quả là bạn dành hàng giờ đồng hồ và số tiền nhiều hơn dự định ban đầu để săn sale. Thậm chí, không ít người còn vay tiền để mua bằng được những món đồ yêu thích trong đợt giảm giá, bởi chúng nằm ngoài ngân sách dự tính. Dù là trường hợp nào, đây cũng không phải thói quen mua sắm của người giàu. Họ lập kế hoạch cho việc chi tiêu, do đó mua sắm tùy hứng không có trong từ điển của họ. Thứ hai, mua đồ hiệu. Nhiều người thành công về mặt tài chính thường không mua đồ hiệu dù thừa khả năng. Họ hiểu rằng đó không phải điều nên làm. Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama từng xuất hiện trước báo chí trong một bộ váy của thương hiệu bán lẻ sang mà rẻ Target trong nhiệm kỳ tổng thống của chồng. Tỷ phú công nghệ Mark Zuckerberg là người nổi tiếng với phong cách thời trang tối giản, áo thun, quần jean tối màu hoặc quần đùi. Năm 2016, Mark từng chia sẻ trên Facebook hình ảnh tủ quần áo chỉ toàn t-shirt và áo hoodie màu xám, khiến cộng đồng mạng vừa bất ngờ vừa cảm thấy thú vị. Ông là minh chứng cho thấy, người giàu không bao giờ chi hàng đống tiền cho quần áo hàng hiệu. Cũng theo một cuộc nghiên cứu tại Mỹ, top 1% những người giàu nhất đã bắt đầu chi tiêu ít hơn cho đồ hiệu kể từ năm 2007. Thay vì thế, họ chọn quần áo đơn giản nhưng khó lỗi mốt để không phải thay đổi tủ quần áo theo trend. Hay một triệu phú tự thân hiện sở hữu 15 triệu USD cho biết, đến nay anh vẫn nói không với cà phê Starbucks và đồ xa xỉ. Vì vậy, trước khi mua đồ hiệu, bạn có thể dừng lại một chút và tự hỏi rằng món đồ đó có thực sự đáng để xuống tiền hay không, trong khi có không ít lựa chọn khác chất lượng không kém, nhưng có giá rẻ hơn rất nhiều. Hãy mua sắm khôn ngoan và ghi nhớ mục tiêu tài chính của mình. Thực tế, việc chi tiền cho một món hàng hiệu chỉ là cách để làm thỏa mãn duy ý chí nhất thời của một cá nhân khi hạnh phúc vì có thể sở hữu một món hàng hiệu. Tuy nhiên, niềm vui này sẽ nhanh chóng biến mất vì những khoản nợ tín dụng, lãi suất vay. Và thực tế, hàng hiệu không thể định danh giá trị của một người mà chỉ tự định danh giá trị của nó. Thời hiện đại, một thương hiệu được khẳng định không chỉ với chất lượng vượt trội, thành quả khó nhọc ghi dấu trên tấm mạc nhỏ xíu đính vào sản phẩm, được hỗ trợ của một hệ thống phức tạp của marketing bán hàng với những chiến dịch tốn bộn tiền. Chính vì vậy mà giá cả của hàng hiệu thực tế là một ảo ảnh, không hề đáng giá với chất lượng của chúng. Thứ ba, khoản phí ngân hàng. Giống nhiều doanh nghiệp, ngân hàng cũng tính phí cho dịch vụ của mình. Một số nơi tính phí duy trì hàng tháng cho tài khoản hoặc phí gửi tin nhắn thông báo biến động tài khoản. Đó là chưa tính đến phí rút tiền, chuyển tiền
và các khoản phí lặt vặt khác. Chính vì vậy, sẽ khôn ngoan hơn khi bạn chọn những ngân hàng miễn phí một số loại phí cơ bản hoặc tính phí thấp hơn so với ngân hàng hiện tại của bạn. Để tăng tính cạnh tranh, nhiều ngân hàng đã áp dụng miễn phí chuyển tiền, rút tiền cho khách hàng. Do đó, nếu không muốn lãng phí tiền vào hàng loạt loại phí khi sử dụng dịch vụ của ngân hàng, hãy tìm hiểu và chọn mở thẻ tại nơi có nhiều ưu đãi nhất. Thứ tư, lãi suất thẻ tín dụng. Hầu hết người thành công về mặt tài chính không muốn nợ thẻ tín dụng để rồi phải trả mức lãi suất không hề thấp. Họ biết rằng đó là một sự lãng phí tiền bạc. Để tránh điều này, bạn nên mua những gì mình có khả năng chi trả khi đến kỳ sao kê, chứ không nên mua thứ có giá trị lớn, phải trả góp trong nhiều tháng và chịu lãi suất cao. Thứ năm, xe hơi mới tinh giá đắt đỏ. Mặc dù ô tô có thể cải thiện được vấn đề đi lại của chúng ta và nâng cao hiệu quả đi lại của mọi người, nhưng chúng cũng mang lại những phiền toái cho nhiều gia đình. Đây là áp lực rất lớn đối với việc sở hữu ô tô, đặc biệt là khi hầu hết mọi người vay tiền để mua xe. Không có gì trong cuộc đời bạn lãng phí hơn là mua một chiếc xe mới. Đó là quyết định tài chính tồi tệ nhất từng có trên đời này. David Beck, một triệu phú tự thân ở Mỹ nói, một chiếc xe mới có vẻ hấp dẫn với nhiều người, nhưng không xứng với số tiền bỏ ra. Đó là vì khi vừa ra khỏi đại lý, chiếc xe đã bắt đầu mất giá. Trung bình, giá chiếc xe sẽ giảm từ 20 đến 30% vào năm đầu tiên. Và trong 5 năm, chiếc xe có thể mất 60% giá trị, hoặc hơn so với số tiền mà người dùng bỏ ra ban đầu. Vì vậy, người giàu lựa chọn mua một chiếc xe đã qua sử dụng 2-3 năm, vì chiếc xe như vậy vẫn trong tình trạng tốt và số km chưa lớn. Họ biết rằng một chiếc xe đã qua sử dụng nhưng vẫn giữ được độ bền mới là thứ giá trị lâu dài nhất. Sử dụng chiếc xe ấy càng lâu thì họ càng có thể tiết kiệm được rất nhiều. Thứ sáu, một ngôi nhà đắt đỏ. Người Á Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng rất coi trọng việc mua nhà. Một số khác, khi có một khoản tích lũy kha khá, thay vì dùng số tiền đó để đầu tư, để tiền sinh ra tiền, thì người nghèo lại dùng tất cả số vốn hiện có, cộng với vay mượn thêm để có thể mua được một căn nhà. Thế nhưng, cổ nhân có câu, nhà giàu không ở nhà to, nghèo không nên đi đường dài. Một chuyên gia tài chính của Business Insider, Holly Johnson, đã cho biết, tôi chọn mua một ngôi nhà nhỏ để có thể thoát khỏi các khoản vay nợ, được tự do nghỉ hưu sớm mà thoải mái đi du lịch nhiều tháng trong năm. Với khả năng tài chính của mình, tôi vẫn có thể mua một ngôi nhà đắt đỏ hơn, nhưng cả tôi và chồng đều bỏ qua lựa chọn đó. Nếu mua một căn nhà để ở, tài sản này sẽ trở thành tiêu sản. Tiêu sản chỉ có thể tiêu biến chứ không sản sinh ra gì cả. Vì vậy, tiêu sản chỉ khiến người sở hữu nghèo đi. Trong khi đó, người giàu thường mua nhà để đầu tư. Họ mua khi giá thấp và bán khi giá cao, hoặc dùng căn nhà đó để kinh doanh cho thuê. Khi việc sử dụng căn nhà đó có thể tiền đẻ ra tiền, thì căn nhà được gọi là tài sản. Quý vị thân mến, xã hội ngày càng phát triển, sự phân hóa giàu nghèo ngày càng trở nên rõ rệt. Nhưng có đúng là người giàu sẽ mãi giàu có và người nghèo sẽ luôn nghèo hay không? Câu trả lời là không. Những người nghèo cũng có thể kiếm được nhiều tiền, phát tài và đổi đời thông qua 6 đặc điểm sau đây. Mong quý vị hãy giảm bớt chi tiêu và học tập 6 thói quen sau để sớm phát tài quý vị nhé. Thứ nhất, có quyết tâm của người giàu. Nếu quyết tâm của bạn không đủ lớn, bạn sẽ không thể tự tin đối mặt với những tình huống éo le, khó xử trong cuộc sống.
Muốn trở thành một người giàu có, bạn nhất định phải có quyết tâm cao độ với việc kiếm tiền. Quyết tâm được xem là kim chỉ nam giúp bạn đi đúng đường. Nó cũng là mục tiêu mà nhiều người cần duy trì. Nhiều bạn trẻ thường chạy theo con đường người khác mở sẵn. Cách làm này không sai. Nếu bạn có khả năng, thì dù đi đường nào cũng có thể đến được La Mã. Nhưng quan trọng là, bên cạnh năng lực, bạn còn cần có quyết tâm cao độ. Thực ra, rất nhiều người khi sắp chạm đến quả ngọt của sự thành công, thì lại không còn đủ tâm huyết như thuở ban đầu. Vì vậy, bỏ cuộc giữa chừng, để lại tiếc nuối muôn đời. Thứ hai, phải có hành động thiết thực. Suy nghĩ mà không có hành động thì mọi kế hoạch đều trở thành ước mơ viển vông. Dù mục tiêu của bạn nhỏ hay lớn, nên bắt đầu đi những bước đầu tiên. Có hành động thực tế thì suy nghĩ của bạn mới không uổng phí. Tôi có một người bạn, những ai lần đầu gặp mặt sẽ đều khen cô ấy có những ước mơ rất tốt đẹp. Nhưng trải qua vài năm, vẫn chẳng thấy người bạn đó sống khá hơn chút nào. Lý do là vì người bạn kia không dám thực hành. Và thực tế, cô ấy sợ mất nên không dám thử. Chính vì vậy, ngay cả cơ hội cho bản thân thể hiện cũng không có. Thứ ba, để đầu óc sáng suốt giải quyết vấn đề. Lao động nào cũng vinh quang và xứng đáng được tôn trọng. Nhưng nếu bạn chỉ biết dùng sức khỏe đổi lấy tiền bạc, cuộc đời sẽ không thể khá hơn được. Học theo cách của người giàu kiếm tiền, họ lúc nào cũng dùng đầu óc và sự khôn ngoan để nghĩ ra những cách kiếm tiền nhanh chóng nhất. Gặp phải sự cố bất ngờ, đừng vội vàng đưa ra kết luận hay cách làm cực đoan. Tốt nhất, bạn phải cố gắng bình tĩnh tâm trạng để có thể đưa ra những biện pháp sáng suốt nhất. Thứ tư, cải thiện kỹ năng xã hội cá nhân. Trong cuộc sống này, nếu bạn giao tiếp tệ, không có kỹ năng xã hội tốt, thì sẽ rất khó tự mở đường khi mới khởi nghiệp. Dù là người sống nội tâm hay những người trầm lặng, một khi đã bước vào giới kinh doanh, họ nhất định sẽ dùng cách riêng của mình để tìm kiếm thêm nhiều mối quan hệ có lợi. Chúng ta không thể một mình làm mọi việc, cũng khó có thể thành công nếu chỉ mãi đơn độc. Tinh thần đồng đội cũng là một điều rất quan trọng, nhưng muốn có một teamwork hoàn chỉnh, đòi hỏi bạn có cách nhìn chọn người chính xác cũng như có cách giao tiếp phù hợp. Thứ năm, tầm nhìn mở rộng. Tầm nhìn không dài hạn là thứ cản trở người bình thường khiến họ nghèo mãi. Người giàu luôn biết nhìn xa trông rộng, dùng tiền kiếm tiền, họ dám mạo hiểm, chấp nhận đi những con đường mới. Nhờ vậy, số tiền thu được ngày càng dồi dào. Ngược lại, người nghèo chỉ chấp nhận làm công ăn lương vì đây là công việc an toàn đảm bảo cuộc sống hàng ngày và họ cũng không cần mạo hiểm đầu tư số tiền mà bản thân khó khăn lắm mới có thể kiếm được. Nhưng cách làm việc như thế chỉ có thể dùng khi còn tuổi trẻ. Đến tuổi trung niên trở đi, mọi khó khăn sẽ dần ập đến và bạn cần có những cách kiếm tiền sáng suốt hơn để tương lai không phải khó khăn xin việc. Thứ sáu, tài phú chỉ dành cho những người can đảm. Tục ngữ có câu, cầu phú quý trong nguy hiểm. Bạn muốn đứng ở vị trí hơn người thì nhất định phải chịu cảm giác người khác không chịu được. Tương tự, muốn giàu có thì nhất định phải đủ dũng cảm, có một tinh thần không sợ mất tất cả, cũng không chấp nhận chịu thua cuộc. Nhút nhát là thứ khiến bạn đi thụt lùi so với sự phát triển không ngừng của thời đại. Bởi vì một khi sợ hãi, thiếu tự tin, bạn rất khó có thể hoàn thành tốt mọi việc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.